À, anh chị nè, hôm nay nè Hiệp giới thiệu anh chị cái lô đất này nha. Nó hơi đặc biệt nha. Nó có một sào 200 mét thổ cư nha. Đó, anh chị về xây nhà yến hay là xây nhà nghỉ dưỡng thì ok. Rồi ở đây anh chị nhìn thấy mình đường bê tông nè ha. Đó, nhà cửa dân cư thì tí để Hiệp quay chi tiết cụ thể hơn cho anh chị mình xem. Nhưng mà cái đất này nó lạ lắm anh chị. À, nó rẻ nha, mà nó có thổ cư nữa. Thì tại sao nó rẻ mà nó đường bê tông mà nó có thổ cư mà dân cư đông nữa thì tại sao nó rẻ? Giờ quay sơ lược cho anh chị xem nha. Ở trước mắt mình đây anh chị thấy ha, đó nhà cửa nè, đó thấy không, nhà cửa dân cư đông nè ha. Rồi đây nữa nè, đó con đường này là đi liên thông luôn, mặt con đường bê tông lớn nữa nè. Rồi bên đất đây nè anh chị, nó ngộ cái ở chỗ này nè, cái đường này nè là nó nằm trên cái sổ mình luôn nha. À, có nghĩa là cái những ở ở mảnh đất đằng sau á, là nó đi trên con đường này của mình nè. Thì ở đây nè mình có diện tích là 1.200 m2. Cái con đường này nè là con đường 6 mét nè. À, nhưng mà nó chưa tới nha anh chị, nó là 5 mét 88 thôi. À, bây giờ vô tới đây Hiệp phân tích cho anh chị mình xem nè. Tại sao mà nó khu vực này nha, theo Hiệp đánh giá rất cao. Đó, vừa đẹp vừa rẻ thừa thổ cư, tại sao nó có vấn đề đó thì nằm đây đó anh chị mình nhìn này nha. Cái đất của mình á, là trên sổ của mình nó hiển thị con đường mình, nó bám vô luôn cái đường trước đó luôn đó. Đó thì ở đây mình là từ đây nè mình đi qua tới bên đây á, là nó được 10 mét, rồi vô trong nữa nở hậu ra nó vô là được chiều sâu nó vô được 64 mét nha. Đó, ở đây mình có 200 thổ cư, thấy không? Còn cái phần từ đây đi vô nè là những cái lô đất ở trong đó, đó là người ta đi chung với con đường này của mày, trên chung với con đường này. Ở trong đó là nó không có thổ cư ha, nó là 1.000 mét vuông. Còn anh chị nào mình mua 1.200 mét vuông là cái lô này của mình. Và cái lô này của mình đó là gia chủ là đang nhờ Hiệp bán với cái giá là 800 củ. 1.200 mét vuông, 200 mét thổ cư, giá là 800 củ, ha, đó anh chị thấy không? Rất đã. Anh chị mình về đây nè, mình làm nhà vườn, nhà yến vân vân. Ok. Từ đây nè, mình ra tới con đường nhựa nhựa chính á của xã Gia Canh á, Định Quán ha. Là nó tầm khoảng 1 km nha. Đó. Ở đây nè, ra tới đó. Rồi á, nếu mà anh chị theo con đường bê tông này nè, anh chị mình đi dọc vô trong luôn. Mình lên cái nút giao cao tốc mà Gia Canh đó nha. Dầu Dây Liên Khương á ha. Thì ở Định Quán mình nó có cái nút giao là nằm ngay xã Gia Canh. Thì ở đây mình thuộc xã Gia Canh. Từ đây mình ra đó tầm khoảng 3 km nha anh chị. Từ đây qua đó khoảng 3 km là tới nút giao nha. Và cái đường cao tốc này được phê duyệt cuối năm nay là triển khai làm rồi. Thành thử là khi sau này anh chị mình ở xa đó mà mình về đây mình mua cái mảnh đất này nè, mình ở á. Sau này mình lên cái cao tốc ha, mình đi Đà Lạt ha, mình đi thành phố rất là tiện cho anh chị mình luôn nha. Từ đây mình ra nút giao khoảng 3 km ha. Đó. Ở đây là anh chị mình là thổ cư 200 mét nha anh chị. Diện tích là 2.200 mét vuông nha. 1.200 mét vuông nha. Đó. Đấy, Hiệp tư vấn rõ anh chị mình nha. Để anh chị mình thấy. Rất là tiện lợi anh chị ha. Mà theo Hiệp đánh giá cao cái sản phẩm này ở đây. Thì vị trí và khu vực ở đây mà là tính về giá nó cực rẻ ha. Quá rẻ. Rồi. Bây giờ Hiệp sẽ quay một cái đoạn đường từ đây đi ra ngoài con đường nhựa chính. Thì từ đây mình ra con đường nhựa chính anh chị, nó mắc khoảng độ 400 mét nha. Đường bê tông mình chạy ra nhựa chính là khoảng 400 mét. Thì ở đây nhà cửa người ta vườn tược ở đây rất là đông ha. Đó. Ở đây mình ra tới ủy ban xã Gia Canh á, thì nó tầm khoảng 1,5 km nha. Rồi. Bây giờ em sẽ quay con đường đi ra cho anh chị xem nha. Anh chị cố gắng theo dõi hết video của em nha. Đất thì bằng phẳng đẹp rồi anh chị ha. Trên đất thì đang có giả tỵ. Trồng giả tỵ, cái này là gỗ quý á. Sau này anh chị thích thì mình để, không thích thì mình cưa ra mình làm nhà yến hay xây nhà nghỉ dưỡng hay nghỉ dưỡng ha. Ok. Đây là nhà cửa này, phòng nhà luôn. Anh chị nhìn thấy ha. Ở đây phải nói là rất là tiện lợi cho anh chị mình về đây làm nhà vườn nha. Mình về đây mình xây nhà yến rồi nhà ở vân vân tại khu này mình. Vườn được ở đây người ta trồng ở phía sau bưởi rồi gia đình nó trồng như leo như đồ, không gà nuôi dê nuôi vịt quá đã luôn anh chị nha. Nó đang trồng rau.
thì tính ra thì cái lô này nó quá đã anh chị ạ. À, thấy không, đất nó bằng phẳng cao ráo đẹp, 200 thổ cư, 1200 mét vuông, và giá nó thì 800 củ. Đây mình ra tới đường nhựa trước rồi, thấy không, nơi gọi là dân cư buôn bán sầm uất luôn. Đây mình ra tới cái đường nhựa chính này này, thì từ đây là mình chạy, anh chị mình chạy lại cái ủy ban xã Gia Canh đó. Đó, từ trong đất mình ra tới ủy ban xã Gia Canh là 1,5 km, còn từ đây anh chị lên nút giao cao tốc thì nó 3 km, đúng không, dân cư ở buôn bán sầm uất.